Thầy xin chào các bạn nha. Rồi, thầy xin chào các bạn. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn cho các bạn giải đề thi chuyên Anh quản trị năm 2022-2023 các bạn nha. Rồi, nhìn sơ qua cái đề các bạn. Đầu tiên nè, cái đề này nó có nhiều phần nghe các bạn. Bạn thấy không? Nghe tới hai điểm nè. Bạn nào á mà nghe tốt á, bạn có được hai điểm. Xin chúc mừng bạn, khả năng bạn đỗ chuyên học sinh giỏi đã trên 50% các bạn nha, đã trên 50%. Hai điểm phần nghe, bạn nào nghe tốt buốt ngọt sớt luôn. Tiếp bạn cũng tới phần ngữ pháp. Ngữ pháp của chúng ta các bạn có câu dễ ở mức độ B1, có câu mức độ B2, có câu mức độ C1 C2 các bạn nha. Rồi tới phần sửa đổi sai nè, phần word form cũng bình thường, và phần close test và phần guided nè, và bài đọc hiểu bạn nha. Cơ bản rằng đề thi chuyên Anh này ở mức độ B2 cộng thì bạn sẽ làm tốt nha. Có nghĩa rằng cái hàm lượng B2 rất là nhiều và hàm lượng C1 C2 ít, còn một số câu á B1 hỏng tính tới các bạn nha. Đây phần viết câu nè, rất cơ bản luôn. Bạn nào viết nhiều mấy cái cấu trúc này làm rầm rầm chả có vấn đề gì hết các bạn. Phần này thì nó khó hơn chút các bạn nha. Phần idiom có để mà phân biệt các bạn. Rồi, mình có phần essay nữa các bạn nha. 180, 240 và chiếm 1,5. Nghe viết 3 điểm rưỡi. Phần còn lại 6 điểm rưỡi. Bạn nào bỏ viết bỏ nghe tiêu mất tiêu rồi. Bây giờ chúng ta sẽ làm một phần nhỏ của đề thi này các bạn nha. Từ từ thầy sẽ xong trên kênh YouTube, mới đầu năm thôi. Bạn cứ bình tĩnh. Từ từ thầy sẽ xong cho các bạn những cái đề thi này các bạn nha. Thì để tải cái đề thi này đó, bạn hãy tải cho thầy ở trong tuyển tập đề thi số 2 nha. Đó, từ từ chờ thầy chút nè. Đây, bạn nào mà tải cái đề thi này đó thì bạn tải trong tuyển tập đề thi số 2 nè, trên kênh YouTube của thầy nha. Vào đó ở ngoài trên kênh, trên cái page của thầy Google search đồ phát vào cái cơ bờ chịu khó tìm nha. Rồi tham khảo thêm những tập đề khác, những tài liệu khác nè. Đó, năm nay thầy sẽ làm rất nhiều tài liệu luôn. Một thầy chọn một số tỉnh thành thì thầy sẽ làm các tập đề thi cho bạn nha. Họ vân vân vào đó tải các bạn, thầy không có gửi link đâu các bạn, bởi vì thầy có nhiều bạn cứ inbox thầy. Thầy gửi là thầy hết có thời gian ăn cơm luôn bạn. Các bạn vào đó tải giùm thầy. Thì đây các bạn, bây giờ chúng ta sẽ làm một phần nha, một phần phần nghe chỉ ở mức độ là B1 B2 nha. Phần nghe chỉ mức độ B1 B2 các bạn, bởi vì nhìn cái này các bạn, nó nhẹ nhàng dịu dàng lắm. Tên chiều dài đó B1 B2 thôi, tốt nhất là đạt trình độ nghe B2 vững, làm ổn. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần lexical grammar nha. Câu số 1 nè, các bạn sẽ chọn chữ gì ở các bạn nha. Bạn sẽ rất là vui để biết rằng bạn gì đó cho một cái học bổng mà bạn mong muốn để nộp đơn. Ở đây bạn có cái từ be nè, chỗ này bạn có chữ for nè. Rồi, be, chỗ này có chữ for. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy một cái tính từ ở đây. Ôi, chữ nào cũng tính từ các bạn. Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy cái tính từ hợp nghĩa nhất trong các câu này. Đầu tiên bạn có be entitled to là được trao quyền, là được có quyền làm cái gì đó. Và bạn có be eligible for hoặc là be eligible to là đủ tư cách để có cái gì đó. Cái chữ này là xấp xỉ nè, phù hợp nè, đặc biệt nè. Thôi chọn câu B quá. Chúng ta có be eligible for, bạn có đủ tư cách, là bạn được có cái học bổng mà bạn muốn để xin đó, bạn có khả năng có. Chọn này câu B nha. Cái chữ này không đi với tu rồi đó nha, chữ này này không phù hợp các bạn nha. Người ta không nói rằng be appropriate for a scholarship. Chúng ta sẽ qua câu số 2 nè. Câu số 2 là một cái idiom các bạn. Câu số 2 là một cái idiom. Xin chúc mừng bạn nào biết được cái idiom này. Thì dù cho Mary và Paul là
cái gì đó trong tính cách. Họ là những cái cặp vợ chồng xuất sắc. Chữ nào các bạn? Idiom phải học thuộc. Ra chữ apart. Thấy mà chọn chữ post. Mừng quá. Chính là hoàn toàn đối lập các bạn nha. Hoàn toàn đối lập. Chọn thầy câu C các bạn nha. Chúng ta sẽ qua câu số 3 nè. Thầy và các bạn sẽ qua câu số 3 các bạn nha. Câu số 3 các bạn. Thì khi chúng tôi ở Athens, tôi mua một cái bức tượng gì đó các bạn nè. Thì đây chính là cái câu mà chúng ta hay hay gặp các bạn. Mình hay nói rằng đây chính là trật tự của tính từ trong tiếng Anh. Thì ở trong đây bạn phân tích nè. Màu sắc, ý tưởng, chất liệu, kích thước, sắp xếp lại cho thầy. Màu sắc, ý tưởng, chất liệu, kích thước. Thì chúng ta sắp xếp cho thầy là câu D các bạn nha. Chính là opinion, size, color, material các bạn nha. Chọn thầy câu D. Một bức tượng bằng đá trắng nhỏ đẹp. Chúng ta sẽ qua câu số 4 các bạn nha. Tôi thích chơi bài poker. Bạn có bất kỳ cái gì đó ở đâu không? Thì chỗ này thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thầy là bộ bài. Bộ bài là cái gì các bạn? Bộ bài là cái gì? Bộ bài là câu A các bạn nha, là pack of cards. Chúng ta không chọn chùm nải chuối. Không chọn cặp các bạn nha. Chọn thầy câu A, pack of cards các bạn nè. Chúng ta sẽ qua câu số 5 các bạn nha. Nó thì rất là quan trọng rằng chúng ta gì đó ngay khi có bất kỳ sự thay đổi nào trong điều kiện của bệnh nhân. Thì ở trong câu số 5 các bạn, ở trong câu số 5 á, thì bạn thấy nè, ở trong những chữ này, quan sát thêm, chỗ này có chữ important các bạn nha, chỗ này có chữ important. Bạn nào nghĩ tới thể giả định, thầy xin chúc mừng, đây chính là câu D. Và thể giả định thì bạn biết rằng á, chỗ này có chữ should hoặc là không nha. Đây các bạn, chỗ này có chữ should hoặc là không. Nó rất là quan trọng rằng chúng ta nên được thông báo. Chọn thầy câu D, đây chính là thể giả định. Đơn giản vậy thôi. Các bạn nha. Câu tiếp theo bạn nè. Câu số 6. Thì cái gì đó ở sân vận động tất cả đều reo hò những vận động viên. Thì trong câu này là trình độ những chữ này các bạn ở mức độ là B2 nè. Khán giả ở nhà xem qua màn ảnh nhỏ. Nhân chứng khán giả ở sân vận động lớn thoáng. Người đi qua đường, những người mà không có liên quan nhưng súng lại xem. Tương tự là bystander. Ở đây bạn chọn thầy khán giả ở ngoài trời là từ spectators các bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 7 các bạn nè. Trong câu số 7 các bạn. Một số bạn á quan sát. Trong câu này có động từ là is và bạn cũng quan sát có thêm động từ là migrate. Trong một câu có tới hai động từ. Có nghĩa là sao các bạn? Thì trong câu này nhiều bạn nói rằng đây chính là trường hợp một mệnh đề làm chủ ngữ và đứng đầu là chữ that hoặc chữ what. Câu B các bạn nha. Thì cái điều mà con chim này di cư qua một cái khoảng cách rất là xa thì rồi là một cái tư liệu cực kỳ tốt luôn. Chọn thành câu B các bạn nha. Một mệnh đề làm chủ ngữ các bạn nha. Và thông thường đứng đầu là chữ what hoặc chữ that các bạn nha. Câu số 8 bạn. Thì cái người thuê nhà phải chuẩn bị để mà trang trí cái tài sản. Cái gì đó, điều khoản của hợp đồng. Thì trong câu này bạn thấy rằng điều khoản của hợp đồng. Bởi vì nó là điều khoản của hợp đồng. Nên bạn thấy chúng ta có cái từ là with regard hoặc là in regard. Nó bằng với in relation to là liên quan đến. Ở đây theo điều khoản hợp đồng chúng ta không dùng liên quan đến. Theo điều khoản của luật các bạn chọn thầy câu A chính là in accordance with là theo điều khoản của luật các bạn nha.
À, chúng ta đã xong câu số 9 này. Bây giờ chúng ta sẽ qua câu tiếp theo nè. Chúng ta đã hoàn thành khóa học. Chúng tôi sẽ bắt đầu ôn lại. Rồi, thì trong câu này các bạn, trong bốn chữ này nè, chữ nào phù hợp với ý nghĩa? Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thay một cái conjunction, một cái từ nối câu qua, một cái từ đứng đầu làm từ nối câu. Thầy xin chúc mừng bạn nào chọn thay vì rằng, bởi vì chính là câu B các bạn. Nào đó, chính là vì rằng ở các bạn nha. Rồi, vì rằng. Rồi, chúng ta sẽ qua câu tiếp theo các bạn nha. Câu số 10 nè. Thì trên cái máy bay khổng lồ có cái gì đó các bạn? Cái động cơ phản lực cần. Có nhiều động cơ phản lực như là cái máy bay phản lực cần. Có nhiều động cơ như máy bay phản lực cần. Thì ở trong câu này, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cái thầy số lần cộng danh từ hoặc số lần cộng cho thầy so sánh bằng. Ở trong câu số 10, bạn chọn thầy số lần cộng so sánh bằng. Vậy thì ở trong cái câu số 10 này, bạn phải chọn câu D. Tại sao không chọn được câu B các bạn? Bởi vì chúng ta không có cái cấu trúc nào mà S, danh từ S, phải có chữ many vô đây hoặc là chữ much vô đây các bạn nha. Chọn thầy câu D. Bây giờ các bạn, chúng ta sẽ qua cái phần sửa lỗi sai này. Đó, phần sửa lỗi sai của đề thi quản trị các bạn nha. Đó, để làm tốt phần này, bạn cần phải làm nhiều. Trước khi mua bất kỳ món quà nào, nó thì cần thiết để giữ trong đầu ghi nhớ rằng cái người cho cái người món quà này được tặng. Thì ở trong câu này, một số bạn thấy chữ for này nó kỳ kỳ. Thì bạn mới hỏi rằng chữ for này ở đâu ra, ở đâu đến, bạn từ đâu đến. Một số bạn giải thích rằng đến từ chữ presented này là trao tặng. Và trao tặng cho ai là presented to các bạn nha. Vậy thì chỗ này các bạn, bạn chọn thầy cái từ to ở các bạn nha. Xin chúc mừng bạn nào chọn thầy chữ to nè. Chúng ta sẽ qua câu số 2 các bạn nha. Một trong những cái nguồn thông tin chính cho cái việc lan truyền tin tức và các sự kiện khắp thế giới là báo chí. Thì ở trong câu số 2 này, người ta kiểm tra các bạn điểm ngữ pháp số ít số nhiều. Cứ nhớ thầy nè. Khi gạch dưới động từ thì hỏi chủ ngữ. Gạch dưới chủ ngữ hỏi động từ. Chủ ngữ của chữ A này là cái gì? Thì bạn trả lời cho thầy đó, một chữ thôi. Đừng có nói nhiều, một chữ thôi. Chủ ngữ của cái chữ A này là cái chữ này nè, một chữ là chữ one. Một cái này là báo chí, còn một cái này nè là nó định nghĩa thêm các bạn nha. Khi xác định chủ ngữ cứ nói một chữ duy nhất thôi, không nói nhiều bạn. Thì chỗ này bạn chọn thầy chữ is. Đó, chọn thầy chữ is. Chúng ta sẽ qua câu số 3. Thì trong câu số 3 này là điểm ngữ pháp của C1, C2. Là cái idiom của C1, C2 bạn. Thì bạn thấy rằng ở đây nè, cái câu này nè là B2 nè, cái câu này B1, câu này là C1, C2 nè. Thầy xin chúc mừng bạn nào biết được cái idiom này thì mới làm được bóp thật sự có cái đầu của nó in gì đó. Nếu nó nghĩ là cái việc xuất bản tờ báo thì rất là dễ dàng. Xin chúc mừng bạn nào biết được cái idiom này thì mới làm được câu này. Xin chúc mừng bạn nào có biết được cái idiom là có cái đầu của nó trong 9 tầng mây, chính là cái từ clouds các bạn nha. Có nghĩa rằng nó không hiểu sự việc, không biết sự việc. Chọn thầy cái từ clouds các bạn nha. Thầy sẽ qua câu số 4 đây. Cô ấy thì luôn luôn là một trong những cái người đầu tiên mang cái thời trang mới nhất. Thì trong câu này các bạn, ở đây bạn có cái từ wearing nè, nó có vấn đề. Nhớ thầy nè, đợt cái người đầu tiên, cái người duy nhất
cái người đầu tiên, cái người duy nhất, vân vân. Thì chỗ này chọn thầy là tu vớt các bạn nha. Thì ví dụ như là Armstrong là cái người đầu tiên lên mặt trăng, to set his foot on the moon các bạn nha. Không phải là setting his foot on the moon, cứ người đầu tiên, người duy nhất là tu vớt các thầy. Còn câu số 5 các bạn, đây là điểm ngữ pháp, danh từ số ít, danh từ số nhiều, danh từ không đếm được. Nếu bạn cần bất kỳ lời khuyên nào về cái cách mà để chọn cái màu phù hợp, tôi rất là vui để giúp đỡ bạn. Thì chỗ này các bạn, câu số 5, thầy xin chúc mừng bạn nào chọn cho thầy cái từ advice này. Đơn giản các bạn, advice không đếm được. Mà không đếm được thì bạn thêm add vô làm cái gì các bạn nha. Thêm vô là trực lứt, chọn thầy chữ advice các bạn nha. Chọn thầy chữ advice. Thì chúng ta đã xong một phần đề thi tỉnh quản trị các bạn. Thầy sẽ nghỉ khoảng 5 phút và thầy sẽ hướng dẫn tiếp một phần của chuyên Anh cái tỉnh Cao Bằng. Nó dễ lắm bạn, nó dễ ồn mà. Đó, bạn nào có theo dõi thì chút xíu nữa, hoặc là bạn có thể đi nghỉ ngơi đi, dễ ồn. Thì làm xong thì bỏ lên YouTube, lúc nào bạn theo dõi cũng được. Thầy xin cảm ơn các bạn đã ngồi làm bài cùng với thầy nha. Thầy cảm ơn bạn Vũ Thành, bạn Sĩ Phong nè. Và rất nhiều bạn nha. Bạn Yến Nga và bạn Đặng Khôi Nguyên. Và rất nhiều bạn nha. Bạn Minh Quang nè. Và những bạn hồi nãy phía trước á. Đó, xin chúc mừng các bạn. Cảm ơn các bạn đã ngồi làm bài cùng với thầy. Chút xíu thầy bảo tiếp. Cảm ơn các bạn rất rất nhiều nha. Rồi, thầy sẽ dừng ở đây. Tí thầy bảo. 5 phút sau thầy bảo tiếp. Thầy nghỉ ngơi chút các bạn. Nghỉ ngơi chút.